Càng đông phục vụ càng kém, khách hàng đương nhiên sẽ không quay trở lại. Và Tết, nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ thì rất là cao, thì đây cũng chính là dịp để cho khách hàng họ thanh lọc và họ lựa chọn những đơn vị cung cấp cho các lần tái mua tiếp theo của họ. Thế mà rất nhiều đơn vị vì lợi nhuận ngắn hạn mà họ đánh mất đi cơ hội tăng trưởng trong dài hạn. Phần lớn trong ngành dịch vụ đó, càng đông khách bao nhiêu thì sự phục vụ càng kém đi, trong khi đó kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ của bạn lại không thay đổi, và thậm chí là họ chỉ muốn được tốt hơn mà thôi. Dẫu biết rằng lượt khách đến dịch vụ của bạn là rất là nhiều, cho nên số lượng nhân viên không đủ phục vụ, thì hãy nhớ câu nói này là chúng ta làm vừa đủ khách hàng nhưng chất lượng dịch vụ được đảm bảo còn hơn là làm nhiều khách để rồi khách hàng than phiền và họ không quay trở lại. Vì thế khi nghe đến đây, bạn đừng có nói với tôi rằng là khách bên em đông quá, nhân viên bên em thiếu thì biết phải làm sao đây. Hãy nhớ rằng điều này bạn đã biết trước rồi mà. Vì thế, phục vụ khách hàng dịp Tết cần phải có kế hoạch từ vài tháng trước đó rồi. Giữ chân và khiến cho khách hàng quay trở lại là việc sống còn của bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào. Một khảo sát nổi tiếng của Cục Tiêu dùng Nhà Trắng tại Mỹ đã có một kết luận rằng có đến 90% khách hàng, dù họ rất hài lòng về dịch vụ của bạn trong khoảng thời gian rất dài, nhưng nếu như gặp phải tình huống duy nhất nào đó mà họ không hài lòng và không được thỏa mãn, thì họ cũng không bao giờ quay trở lại thêm lần nào nữa. Điều này cũng như trong một tâm lý học cũng từng chứng minh rằng con người sẽ tránh xa những tổn thương, những dối trá mà họ từng gặp một lần trong quá khứ, và họ sẽ đến với những nơi, những người khiến cho họ cảm thấy an toàn, thoải mái và vui vẻ. Vì thế, hãy lưu ý đến những trải nghiệm khách hàng, tăng cường bộ phận phục vụ khách hàng, chú ý đến thái độ của nhân viên và chăm sóc khách hàng sau bán. Hãy phục vụ khách hàng thậm chí là tốt hơn so với những ngày thường nữa cơ. Nếu khách hàng phải chờ đợi, hãy để cho họ chờ đợi trong sự thoải mái và vui vẻ, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ cho họ những dịch vụ từ đồ ăn, thức uống hay các trò tiêu khiển khác. Bạn có thể áp dụng các chiến lược bán hàng kết hợp quà tặng cuối năm hoặc là tặng combo dịch vụ giảm giá hay là chăm sóc miễn phí nào đó cho lần tiếp theo vào đầu năm sau. Mong rằng các bạn sẽ có nhiều khách hàng quay trở lại sang năm nhé. Còn bạn muốn bán hàng chỉ trong một tháng Tết này hay là trong 12 tháng của năm sau?